Tôi xin khẳng định với các ông chí, những ai đi đến Trường Sa quay trở về sẽ yêu tổ quốc mình hơn rất nhiều. Tôi mãi vẫn nhớ hình ảnh đồng chí chính trị viên cái nhà trạm báo cáo với Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng yên tâm, chúng em sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc.